bên này chính trước. Hay quá, quý gì? Đây nè, dây ngoài thôi tập xuống nè, lớp rồi trời, cho bóng đi qua khỏi dây mà nghĩ sao vô chạy chạy qua đó. Trước
Hay quá, quý gì? Đây nè. Lì nè. Cho cũng chết. Bố lì hả lì? Bố chết đau rồi. Khanh. Khanh. Đó. Trời gì? Thầy cũng tình dữ vậy. Dưới hả? Xuống dưới. Xuống dưới mà tự nhiên kêu trên là xuống dưới. Xuống dưới mà cái đi vòng vòng thôi. Đó, anh em này nó sống ăn nè. Trời ơi, thiên nãy giờ tôi ăn không á. Ăn đâu đánh toàn để vòng vòng đi đâu không? Đi. Chạy lên, chạy lên. Ôi trời. Khanh quấn hay bị lọt cái lưới đó. Ai đeo? Chạy ngoài luôn. Tao đỡ. Chạy ngoài đập hơn. Chạy ra ngoài cỏ luôn nè. Vẹt ra từ nào vô chạy vô. Chị hại anh em nha thầy. Giao đơn giản thôi nè, để tôi làm cho. Chết rồi, đổng rồi. Qua kìa. Đó, xét lên. Mấy rồi? Cơ sáu hả? Bốn. Để bảy điều. Bảy. Rồi giao đi. Lấy cái ngon quá không đồng ăn. Thử đâu. Làm chứ. Bốn bảy. Em lúc qua đây rồi mà. À năm bảy. Giang giữ rồi ta. Anh đang giữ rồi. Không biết. Em lúc qua đây rồi mà. Chạy. Xuống. Chạy. Chạy đó anh đó. Tự nhiên chạy về quá cái gì vậy? Sao vậy? Gấp. Gì vậy? Đỡ mà. Hả? Tôi đỡ mà. Đỡ rồi. Sống mà. Đấy. Đập. Nhiên ơi, cái gì cũng đập đi. Đập ra không? Cái gì ơi? Cái gì? Cái ăn đi. Mình lố rồi, mình lên quán đường. Trời ơi. Ba mấy à? Thứ sáu. Giá nhiều cường. Trời vậy mà không ăn. Chị ăn hả? Chị ăn hả? Anh đâu ăn. Chị ăn hả? Ok. Chị. Còn đỡ không lên luôn á. Tay cầm vậy sao đập được không biết nữa. Hay hả? Nó là. Đó là thằng xong. Mấy cái đó tao. Toàn là hát vậy thôi mà không có thấy vậy. Xét cái lưới đây. Đó, chạy lên đi. Trời ơi. 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 Trời ơi
nói không mai chạy gió không nhưng mà nó không mai sớm rồi đặt nhiên nè. Quên. Không rồi, không đập. Mấy rồi? 89. Nhiên dễ à. 9 tiêu á. 89. Mới sẹt. 10 đồng rồi. 10 là mới. Đã đập xuống. Ê. Thành lại đúng. Tại em lớn không ăn nữa thôi. Con phùng máu đào chết cứ đập xuống đập xuống. Thì anh đừng có cành nhạnh đâu kể. Thôi đứng xa đi. Đứng dưới em lưới đánh không được đâu. Để họ sẹt. Sát đấy, sao? Không. 8. Trời ơi. Cái việc đánh qua nó đập thẳng tay. Chuẩn bị lên đập nè. Đập cái gì? Đập. Trời. Đều. Không sao. Hay quá. Giao xong đúp luôn việc chạy qua cổng được. Rồi. Đâu không được hả? Giao đàng hoàng hay giao bình thường thôi. Sao phải giao khó vậy? Việc mà. Cắm được.